Và tiếp theo sau đây, ban nhạc sẽ gửi tới cho quý vị ca khúc tiếp theo nha. Ca khúc mang tên Nhé Anh, một ca khúc của ca sĩ Mỹ Tâm. Mời quý khán giả cùng lắng nghe. Một ca khúc của ca sĩ Mỹ Tâm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.